Trong cuộc đua giành hợp đồng 5G, Huawei đã giành được hơn 50 hợp đồng thương mại về mạng viễn thông thế hệ tiếp theo trên phạm vi toàn cầu, bất chấp việc hãng thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc bị chặn ở một số thị trường lớn và tiếp tục chịu áp lực lớn từ Mỹ. Được Huawei công bố ngày mùng 3 tháng 9, số hợp đồng 5G nói trên đặt Huawei vào vị thế dẫn trước trong cuộc đua với hai đối thủ lớn nhất của hãng là Nokia và Ericsson. Theo số liệu gần đây nhất được bố vào tháng 7, Nokia đã ký kết được 45 hợp đồng 5G, còn Ericsson có 24 hợp đồng Huawei đang muốn chứng minh rằng hãng vẫn có thể giành hợp đồng 5G từ các nhà mạng di động lớn, cho dù phải đứng ngoài một số thị trường hàng đầu như Nhật Bản và Australia. Các quốc gia này đã ban lệnh cấm thiết bị 5G do Huawei sản xuất. Trong hơn một năm qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là gây sức ép buộc các quốc gia đồng minh không sử dụng thiết bị 5G của Huawei. Hôm thứ Hai tuần này, Mỹ và Ba Lan đã ký kết một thỏa thuận nhằm thiết lập các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty muốn tham gia vào kế hoạch mạng 5G của Ba Lan hai nước nhất trí xem xét để xác định một nhà cung cấp có phải là đối tượng bị kiểm soát bởi một chính phủ nước ngoài tuy huawei không bị nêu tên nhiều người cho rằng thỏa thuận này nhằm vào huawei mỹ từ lâu xem huawei là một rủi ro an ninh quốc gia vì cho rằng thiết bị huawei có cửa sau phục vụ cho hoạt động nghe lén của bắc kinh huawei luôn phủ nhận cáo buộc này châu âu đã trở thành một chiến địa chủ chốt cho cuộc đối đầu giữa huawei và mỹ nhiều nước châu âu đến nay vẫn loay hoay chưa biết nên đưa ra lập trường thế nào với huawei Huawei đang đối mặt với thách thức không nhỏ từ Washington, bao gồm việc chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen khiến hãng bị hạn chế mua linh kiện và công nghệ Mỹ. Giới phân tích nói rằng ảnh hưởng của lệnh cấm này sẽ được thể hiện rõ ở chiếc điện thoại thông minh cao cấp Mate 30 mà Huawei sắp trình làng.